Nhờ vị trí địa lý kinh tế khá thuận lợi, toàn huyện có quốc lộ 1A đi xuyên qua chiều dài của huyện, nằm cặp bờ sông Tiền nên kinh tế nói chung và kinh tế nông nghiệp nói riêng của huyện Châu Thành có điều kiện phát triển. Nông nghiệp chủ yếu là kinh tế vườn với diện tích 11.359 ha, trồng các loại cây chủ yếu như sa bô, nhãn, vú sữa và các loại cây có múi với sản lượng hàng năm khoảng 135.000 tấn. Cây lúa có diện tích canh tác 4.990 ha, sản lượng hàng năm khoảng 8.000 tấn. Cây rau màu thực phẩm diện tích xuống giống hàng năm khoảng 7.200 ha. Xác định sản xuất nông nghiệp là khâu đột phá, thương mại dịch vụ là nguồn lực quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội. Huyện Châu Thành tích cực thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó chú trọng hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và từng bước chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương, thích ứng biến đổi khí hậu, mang lại giá trị kinh tế cao. Hiện nay, huyện đã hình thành vùng chuyên canh cây trái ở các xã phía Nam như sa bô, dừa, các loại cây có múi, hình thành vùng chuyên canh sầu riêng ở các xã Phú Phong, Bằng Long, Hữu Đạo, dùng rau màu an toàn ở các xã Thân Cửu Nghĩa, Long An, Tam Hiệp, Tân Lý Đông, Tân Hội Đông, Thạnh Phú, Nhị Bình, vân vân. Về chất lượng nông sản, rau màu từng bước được các ngành chức năng tập huấn và thực hiện theo tiêu chuẩn GAP, Việt GAP trên cây ăn trái. Hiện tại thì trên địa bàn xã Phong thì diện tích trồng sa bô thì khoảng trên 500 ha. Thì ở đây thì ở xã Phong thì sa bô là cây chủ lực. Hàng năm thì ngay chỗ xã cũng phối hợp với huyện để mở cái lớp tập huấn về kỹ thuật trồng mấy loại cây để khả năng kinh tế của mình nó được phát triển hơn. Hiện nay cái tình hình sản xuất nông nghiệp ở địa phương chúng tôi đó thì cái cây chủ lực là cây dừa, hiện nay có khoảng 200 ha. Cái diện tích lúa thì khoảng 50 ha thôi. Còn lại là một số diện tích khoảng 100 ha của cây ăn trái, cây trồng khác. Như vậy thì xác định là cái cây dừa là cái cây chủ lực của địa phương. Rồi trước đây thì thực hiện cái mô hình truyền thống đó, trồng dừa truyền thống thì bà con không có làm cái nhà kho để chứa cái là phân thuốc bảo vệ thực vật, nhưng mà vô quy trình rồi thì Việt GAP rồi thì phải xây dựng nhà kho đó, rồi là ghi sổ nhật ký là trong quá trình sản xuất đó, cho nên thì thực hiện được mô hình Việt GAP này thì cái mô hình này chúng tôi sẽ duy trì, đồng thời là chúng tôi sẽ phát triển thêm cái diện tích thì khoảng từ 30-50% cái diện tích trồng dừa hiện có của địa phương. Định hướng của huyện thì xác định là huyện là có hai cây trồng chủ lực, đó là cây ăn trái thì diện tích hiện nay khoảng là 12.500 ha, cây rau màu là khoảng là 2.400 ha. Thì trong thời gian tới thì phòng nông nghiệp là định hướng cho người dân là xác định là đối với cây trồng thì là trồng là ở những cái vùng mà phía Nam lộ thì thực hiện theo cái định hướng quy hoạch của địa phương. Còn đối với cái cây rau màu thì trồng chủ yếu là ở phía Bắc lộ. Hiện nay thì là để thực hiện cái tiêu chí huyện nông thôn mới thì là huyện cũng như là các cái phòng chức năng cũng tập trung vào thực hiện các tiêu chí. Trong đó cái tiêu chí là 13 thì là về cái thực hiện các mô hình, trong đó thực hiện cái mô hình Việt GAP thì được mà huyện tập trung thực hiện. Thì hiện nay thì huyện có là 22 mô hình Việt GAP gắn với 22 hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện, thì nó gắn với cái cây trồng chủ lực của huyện là cây ăn trái và dùng rau màu của huyện. Thì đến nay thì là các cái mô hình Việt GAP này là thực hiện này đúng theo cái quy trình sản xuất, đảm bảo cái việc ghi chép cũng như là cái an toàn vệ sinh thực phẩm. Về cái kỹ thuật nhất là bây giờ là làm cũng phải có phân hữu cơ, đó nó là cái vốn rồi. Còn phân đạm thì tùy theo cái bưởi tơ và cái bưởi lão để mà mình thực hiện, chứ không phải là thực hiện như nhau được. Chứ có nhật ký đó, hay dù mình làm cái gì thì phải có nhật ký rõ ràng, một xe cho nó mấy lít nước, thời gian cách ly, rồi thời gian mà cách ly để mà mình hái đó, phải cách ly mới được đó. Phân cũng vậy, nói chung là cái thứ nhất nha, nó quan trọng nhất là cái đất nha, cái đất khô ráo có độ ẩm xốp thì cây bưởi nó bền nha.
Còn mà đất, có nghĩa là đất thấp thấp, mang đất dẻ nó lạnh á, thì bưởi nó tuổi thọ nó không lâu. Rồi đây mình trồng như việt gáp này, bây giờ là đa số họ họ qua cái làm lại làm cũng phải phân hữu cơ. Như như của tôi này là một năm nó phải vô phân hữu cơ là hai lần. Bây giờ thôi, giờ hữu cơ thì tôi không có tự làm được mà tới đại lý mua mua phân hữu cơ. Trước đây thì nói chung là gia đình tôi là trồng lúa, rồi sau đó là cái giá lúa nó bấp bênh quá mà không có thu nhập, thành thử ra chúng tôi thống nhất với gia đình là chuyển qua trồng dừa. Thì sau khi trồng dừa thì mới đầu thì mình chưa có nghe về phía ngay chủ ủy ban mà như hợp tác xã mà để mà chương trình việt gáp á, thì bước đầu thì trồng nó cũng khó khăn. Cái là phải đi học hỏi cái này cái nọ cái kia của những cái người trồng trước. Tuy nhiên thì qua quá trình việt gáp rồi thì nó cũng hiệu quả cao, nhưng mà qua quá trình việt gáp thì chúng tôi có đi tập huấn rồi được ủy ban xã mời là tập huấn thường xuyên á, thì qua cái tập huấn tôi đem về là thực tế cho cái vườn mình. Thì qua thời gian thì đến giờ này thì mình thấy vô cái việt gáp này thì nó lợi cho cái người dân. Cái thứ nhất là về cái phân thuốc là mình làm theo cái định kỳ, theo cái quy trình của trên hướng dẫn. Rồi cái thứ hai nữa thì về cái giá mà nếu mà mình vô được việt gáp á, thì ngay hợp tác xã thì cũng quan tâm có cái là cho cái đầu ra đó, cái giá cũng cao hơn giá thành thì nó ổn định. Cái trước tiên là về cái phân á, thì theo định kỳ, theo hàng tháng thì mình phải rải theo định kỳ. Rồi cái thuốc cũng vậy, ví dụ như giờ cái thương lái vô là trong cái tháng đó là người ta vô người ta bẻ, thì qua cách 2 ngày sau thì mình sắp xếp sau đó mình rải phân rồi xịt thuốc, rồi tới 20 ngày sau người ta tiếp tục ta bẻ nữa, thì mình cũng quy trình theo vậy là mình bẻ theo cái phân thuốc nó đúng theo quy trình, đúng theo cái hướng dẫn á của việt gáp á, thì nó đem lại cái hiệu quả là so sánh trước đây với giờ này mà vô việt gáp có diện tích 6 công này thì mình thấy nó cao hơn, nó phát triển rộng hơn. Nhật ký rồi là mình theo dõi, ví dụ phân là ví dụ trọng lượng là bao nhiêu một gốc thì mình ghi lại toàn bộ hết, rồi thuốc mình cũng ghi theo cái quy trình thì mình mới có theo dõi cây dừa nó tốt hơn. Như ví dụ là tháng này với tháng kia là cây dừa nó phát triển như thế nào nó tốt hơn, vậy đó là cái quy trình của việt gáp là rất hay. Hiện nay mình đi vào cái việt gáp nó lề lối. Tất nhiên mình làm là phân thuốc là tôi nói cái thứ nhất đi, nông dân thì có cái là phun thuốc rồi bắt đầu dung giải cái bỏ bao thuốc rồi nó ảnh hưởng tới môi trường, thì mình làm mình gom đợi cho nó có nơi có chỗ rồi bỏ vào cái hố ngay chỗ ủy ban ta có hướng dẫn mình đó, mấy cái hố để mà đựng cái bao bì thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng á, mình để một chỗ đó là mình góp phần về cái môi trường. Cái thứ hai nữa là mình là cái dừa mà bây giờ hiện nay là an toàn. Cây dừa an toàn là quan trọng nhất của người tiêu dùng. Mà mình làm được vậy thì là trái dừa càng ngày nó nâng chất lượng của trái dừa nó lên. Thì tôi thấy cái đó là cái quan trọng nhất của mình. Toàn huyện có 33.879 hộ viên, chiếm 90,98% so với hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện. Mỗi hộ nông dân là những kỹ sư nông dân trên chính diện tích canh tác của mình để tạo ra nông sản đáp ứng yêu cầu thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho gia đình. Hiện nay, huyện Châu Thành đã xây dựng 22 mô hình việt gáp gắn với các hợp tác xã ở 22 xã với diện tích trên 109 hectare, trong đó chú trọng đến những cây trồng chủ lực của địa phương. Về hợp tác xã thì hiện tại thì đăng ký được 3 hectare và trong đó là 7 thành viên. Thì sắp tới đây thì hợp tác xã cũng đang vận động bà con để mà tiến hành làm thêm cái mô hình việt gáp. Và cũng đang định vị cái vùng trồng, mã vùng trồng để mà liên kết với lại công ty sản xuất dừa của công ty Hai Lúa Vàng của Chợ Gạo để mà mình đưa ra cái sản phẩm tốt nhất của mình, của trong cái việt gáp mình nó ra đặng cho cái giá thành cao lên để đem về lợi nhuận cao nhất cho thành viên hợp tác xã. Cái công ty của Hai Lúa Vàng thì đang thu là 8.500 đồng một trái, còn về nếu mà mình làm truyền thống mình bán cho thương lái thì giá hiện tại chỉ có 3.000 thôi.
huyện Châu Thành đã và sẽ tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với việc khai thác và tận dụng tốt lợi thế địa phương để phát triển nông nghiệp bền vững. Bên cạnh đó, đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Định hướng trong thời gian tới thì góc độ phòng nông nghiệp tiếp tục tham mưu cho huyện, tiếp tục tuyên truyền vận động người dân là đăng ký tham gia cái mô hình việt gáp, thực hiện theo cái hỗ trợ theo quyết định 04 cũng như là 06 của ủy ban tỉnh. Bên cạnh đó thì tiếp tục là thực hiện cái công tác là chuyển giao khoa học kỹ thuật để hướng dẫn người dân là thực hiện cái quy trình sản xuất nông nghiệp tốt, cũng như là sản xuất đảm bảo cái thời gian cách ly, là sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì là theo khuyến cáo của nhà sản xuất cũng như là của các ngành chuyên môn, thì đảm bảo cái thời gian như là đảm bảo cái là an toàn vệ sinh thực phẩm. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi là sẽ là hướng đến là các hợp tác xã có liên kết với nhau để mà sản xuất ra cái vùng sản xuất có quy mô lớn, cái sản lượng lớn đáp ứng nhu cầu của thị trường để mà nâng cao cái giá trị nông sản của bà con trong thời gian tới, giúp cho bà con là thứ nhất là cái nâng cao cái giá trị, thứ hai là giải quyết được cái việc làm, thứ ba là đảm bảo cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Tỉnh mà quan tâm hơn nữa mà giúp cho bà con được thì tôi thấy 100 bà con người ta phải theo rồi. Bây giờ cái mới mẻ thì người ta còn e ngại. Tuy nhiên thì cũng số bà con người ta cũng theo, người ta ngó thấy mình làm được thì người ta mới làm. Nông dân mà thử thấy người ta làm có lợi nhuận cao thì người ta làm đi theo. Mong muốn lắm. Nhưng mà trước hết thì bây giờ mong muốn là cấp cái mã vùng trồng, rồi hỗ trợ thêm về cái kỹ thuật. Rồi cái thứ ba nữa là mong muốn sớm có cái tổ chức cái đầu ra. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường về trái cây sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, người nông dân đã chọn trồng cây trái theo tiêu chuẩn Việt Gáp cùng sự định hướng từ ngành chức năng địa phương. Thời gian tới, trên địa bàn huyện Châu Thành sẽ xuất hiện thêm nhiều mô hình trồng cây trái rau màu, trong đó có cây bưởi theo hướng hữu cơ bền vững. Từ đó sẽ giúp cho người dân nâng cao hơn nữa thu nhập, và quan trọng hơn là người tiêu dùng sẽ có thêm những sản phẩm sạch đảm bảo chất lượng để sử dụng. Để ngành nông nghiệp huyện hội nhập mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế bền vững, ngành chức năng huyện Châu Thành thực hiện nhiều nhóm giải pháp thúc đẩy tăng trưởng cho ngành nông nghiệp. Theo đó, tập trung vào các nhóm giải pháp như nhóm giải pháp về quy hoạch, lập đề án, dự án, nhóm giải pháp về tái cơ cấu ngành, nhóm giải pháp về chính sách, nhóm giải pháp về thanh tra, kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với cây ăn trái. Đầu tư thông canh, chuyển giao nhanh tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ nhằm giảm chi phí, nâng chất lượng trái cây gắn với phát triển du lịch sinh thái miền trường, tăng thêm thu nhập cho người dân, đồng thời bảo vệ môi trường, môi sinh. Bên cạnh tăng nhanh diện tích vườn trồng cây ăn trái tập trung cho sản lượng lớn, đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu, vấn đề ứng dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, tăng sức cạnh tranh của trái cây chủ lực cũng được các cấp các ngành và nhà vườn hết sức quan tâm. Nông dân áp dụng triệt để các tiến bộ kỹ thuật canh tác mới, tạo nên cuộc cách mạng mới trong lĩnh vực trồng trọt của tỉnh Tiền Giang nói chung và nghề làm vườn ở huyện Châu Thành nói riêng.